Ngày 21 tháng 7, trong lúc mưa dông, xét đã đánh vào trang trại gà của chị Bùi Thị Thúy ở thôn Quế Lĩnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, khiến đàn gà gần 6.000 con bị chết. Đàn gà bị xét đánh chết đều ở lứa tuổi được xuất chuồng, trọng lượng từ 2,8 kg đến 3 kg một con. Ước tính, gia đình chị Thúy bị thiệt hại hơn 1 tỷ 400 triệu đồng. Ngoài ra, xét đánh trúng còn làm thiệt hại toàn bộ hệ thống quạt điện tại trang trại và một số dụng cụ chăn nuôi bị hư hỏng. Đến 12 giờ cùng ngày, hơn 2 tấn gà chết đã được xuất bán cho trang trại nuôi thủy sản, mua về làm thức ăn cho cá ba ba. Hiện xã đã báo cáo với cấp trên và đề xuất phương án hỗ trợ chủ trang trại nhằm giúp gia đình giảm bớt một phần thiệt hại.